Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 2 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các địa phương tăng cường xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huyện Ân Thi huy động 1.100 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đến nay cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các doanh nghiệp dệt may nỗ lực tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân 2020 theo đúng lịch thời vụ. Trong đó, diện tích gieo thẳng trên 8.000 ha, các địa phương đã hoàn thành gieo cấy là huyện Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Như vậy, theo kế hoạch, tiến độ gieo cấy vụ xuân năm nay đã hoàn thành xong trong tháng 2. Được sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, các địa phương đã diệt được trên 4 triệu con chuột. Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn về việc chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân 2020. Theo đó, yêu cầu các địa phương tăng cường hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc bón phân, điều tiết nước cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt, kiểm tra bờ vùng bờ thửa, dự trữ nước để tưới dưỡng cho lúa và hướng dẫn nông dân phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại. Để có đủ giống lúa phục vụ cho nhu cầu sản xuất của người dân trong và ngoài tỉnh vụ mùa năm 2020, hiện Trung tâm Giống Nông nghiệp quy hoạch sản xuất giống nếp thơm Hưng Yên siêu nguyên chủng và xác nhận. Trung tâm sản xuất hơn 30 ha giống lúa nếp thơm Hưng Yên siêu nguyên chủng và giống lúa xác nhận. Đến nay toàn bộ diện tích sinh trưởng phát triển tốt và đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đảm bảo cung ứng đủ số lượng cần thiết cho sản xuất cũng như giống dự phòng. Ước tính trung tâm cung cấp gần 100 tấn giống lúa nếp thơm Hưng Yên trong vụ mùa năm 2020. Do đặc điểm giống nếp thơm Hưng Yên có thời gian ngủ nghỉ dài hơn các giống khác, nên trung tâm đã chủ động xuống giống từ tháng 12 năm 2019 để kịp thời cung cấp giống tới người dân, đảm bảo về cả số lượng và chất lượng, để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, như trung tâm đã khảo nghiệm cơ bản 15 giống lúa thuần mới, khảo nghiệm sản xuất và trình diễn 8 giống. Qua đó, chọn ra từ 2 đến 3 giống sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao, chống chịu với các điều kiện bất thuận của thời tiết. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi được đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu vừa ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với Tổng Công ty May Hưng Yên. Mục tiêu của việc ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu với Tổng Công ty May Hưng Yên là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo nhu cầu của Tổng Công ty và các công ty thành viên. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu là may công nghiệp, may thời trang, sửa chữa thiết bị may kế toán, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, điện công nghiệp. Học sinh sinh viên được đào tạo theo chương trình hợp tác sẽ được hỗ trợ học phí sau khi tốt nghiệp, được tuyển dụng vào làm việc tại Tổng Công ty May Hưng Yên và các công ty thành viên. Thực hiện đề án 1956 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư cơ sở vật chất, hàng chục nghìn lao động nông thôn được học nghề miễn phí, giới thiệu việc làm, góp phần giúp các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới ở lĩnh vực lao động, việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Trước đây, bà Nguyễn Thị Tốt ở thôn Kiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão chỉ làm nông nghiệp. Hết mùa vụ, không có việc làm nên kinh tế luôn khó khăn. Nhưng từ cuối năm 2016, sau khi được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Kim Động mở lớp dạy nghề mây che đan miễn phí, bà và hàng chục lao động trung niên trong thôn đã học và có việc làm thường xuyên. Sản phẩm mây che đan làm ra được bao tiêu đầu ra thuận lợi nên luôn mang lại thu nhập ổn định. Tôi thấy có cái nghề này cũng rất là hiệu quả, là con làm ăn là công việc là có nguồn thu nhập thêm hàng ngày, thu nhập mỗi tháng cũng được độ 2-3 triệu, kinh tế nào hơn trước. Thực hiện đề án 1956 từ năm 2010 đến nay, Hưng Yên đã có hơn 27.000 lượt lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề miễn phí, trong đó 20.000 lượt lao động học nghề phi nông nghiệp, hơn 7.000 lượt lao động học nghề nông nghiệp. Tỷ lệ lao động có việc làm ngay sau khi học nghề đạt 93-98%. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi cho đối tượng lao động nông thôn tham gia học nghề. Toàn tỉnh có 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia thực hiện đề án, đều liên kết với các cơ sở doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và tạo việc làm cho người lao động sau khi học nghề.
Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo cái đề án 1956 của chính phủ, trung tâm đã có rất là nhiều biện pháp mà để nâng cao cái chất lượng giảng dạy phù hợp nhất đối với cả cái xu thế mà nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện nay, chú trọng đến cái vấn đề là thực hành và cầm tay chỉ việc và liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho học viên sau khi tốt nghiệp cái chương trình đào tạo nghề có việc làm ngay. Việc đào tạo nghề mang lại rất là nhiều lợi ích cho những lao động nông thôn như chúng em. Em được đào tạo nghề vào cuối tháng 7 ạ, và đến đầu tháng 8 thì em làm ở đây thì lương khá là ổn định, tầm hơn 6 triệu một tháng, và chắc chắn là thời gian tới thì tay nghề của em sẽ được nâng cao và thu nhập sẽ cao hơn. Những cái lớp mà đào tạo cho lao động nông thôn thì cái đấy hỗ trợ cho doanh nghiệp chúng tôi rất là nhiều về cái vấn đề tuyển dụng người vào làm việc tại công ty. Tuy nhiên là cũng muốn kiến nghị nếu mà các cơ quan của nhà nước có hỗ trợ cho đào tạo nghề lao động nông thôn thì chúng ta nên có những cái thời gian đào tạo bằng một cái lớp sơ cấp khoảng 3 tháng, và ngoài cái đào tạo về nghề cũng nên đào tạo ý thức lao động và vệ sinh an toàn lao động, thì cái đấy cũng rất cần thiết cho doanh nghiệp và cho chính những người lao động. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dự kiến năm 2020 sẽ có thêm gần 10.000 lao động nông thôn được học nghề miễn phí theo đề án 1956. Đề án sẽ tập trung ưu tiên cho các nhóm đối tượng người thuộc diện được hưởng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị thu hồi đất, lao động nữ bị mất việc làm. Mục tiêu căn bản là thay đổi tư duy học nghề lao động nông thôn, gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bảo đảm trên 90% số lao động nông thôn sau học nghề đều có việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo. Thời gian gần đây, nhiều người dân ở thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã xúc đất đào ao trên đất ruộng. Mặc dù đây là hành vi bị ngăn cấm, bởi cách làm này sẽ gây cạn kiệt lớp phù sa màu mỡ, có thể làm biến dạng địa hình, khiến việc canh tác đất nông nghiệp trở nên khó khăn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, hiện trên địa bàn xã có 6 hộ vi phạm làm biến dạng đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều thuộc thôn Tam Trạch. Cụ thể, các hộ này đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Ngay sau khi phát hiện các vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa đã lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mới đây, ngày 10 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa cưỡng chế 5 trường hợp, còn 1 trường hợp do điều kiện nước ngập nên chưa cưỡng chế được. Tuy nhiên, do công tác cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân xã chưa dứt khoát nên có việc một số hộ tái vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang vừa tổ chức giải tỏa 108m2 chuồng trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Bùi Văn Tuyển. Trước đó, địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động tự tháo dỡ, song gia đình không chấp hành. Việc kiên quyết xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm trong việc xây dựng các công trình trái phép, vi phạm hành lang công trình giao thông thủy lợi. Qua đó, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc chấp hành luật đất đai cũng như theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Giang xử lý 29 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp, chủ yếu là các vi phạm xây chuồng trại cơi nới. Thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các chủng virus cúm gia cầm và dịch cúm AH5N6 phát sinh. Trước tình hình đó, ngành thú y và các hộ chăn nuôi trên toàn tỉnh đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm. Đã 10 năm qua, đàn gia cầm của hộ bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Đồng Xá, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm luôn sinh trưởng bình thường, hiếm khi xảy ra ốm bệnh. Ngay cả thời điểm năm 2013, khi xã Đại Đồng bùng phát ổ dịch cúm gia cầm, thì đàn vật nuôi của gia đình bà vẫn an toàn. Đó là do bà Hòa luôn chủ động các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cán bộ thú y và áp dụng các phương pháp dân gian để nâng cao sức đề kháng cho gia cầm. Ngay từ một ngày tuổi, gia đình đã phải tiêm phòng vaccine rồi. Sau đó là theo lịch của bên thú y, người ta sẽ bảo mình nhỏ ngày nào là mình sẽ làm phòng hết cả tất cả. Cứ một tuần bóc tỏi ra cho máy xay sinh tố, xay ra, xong trộn vào thức ăn cho nó ăn để phòng cúm. Hiện tại, đàn gia cầm thủy cầm của huyện Yên Mỹ đạt gần 900.000 con, tập trung nhiều tại các xã Yên Hòa, Hòa Long, Yên Phú, Đồng Than. Để phòng chống dịch bệnh, ngành nông nghiệp, trạm thú y huyện đã phối hợp với các xã trọng điểm chăn nuôi tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con cách phòng chống như tiêm phòng, phun hóa chất tiêu độc khử trùng cho các trang trại, gia trại chăn nuôi, bổ sung vitamin C, các khoáng chất vi lượng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi, tăng cường công tác quản lý các hộ giết mổ, vận chuyển gia cầm.
đến nay các hộ chăn nuôi toàn huyện đã được hỗ trợ gần 2.000 lít thuốc tiêu độc khử trùng. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, lực lượng chức năng chúng tôi sẽ xây dựng tất cả mọi yếu tố về kỹ thuật và yếu tố về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngành để mà làm sao khoanh dịch và dập dịch ngay lập tức trong giai đoạn khi mà bệnh xảy ra, tránh tình trạng lây lan trong diện rộng. Hiện tại trên địa bàn Hưng Yên vẫn chưa ghi nhận trường hợp phát sinh ổ dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên bà con cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống. Nếu nghi ngờ hiện tượng dịch bệnh, báo ngay với cơ quan chức năng, xử lý kịp thời, không để bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn. Đến nay, huyện Ân Thi đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả trên là nhờ địa phương đã vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách của nhà nước, tập trung huy động mọi nguồn lực để làm mới, cải tạo nhiều công trình, phục vụ sản xuất cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo nông thôn mới huyện tập trung đôn đốc chỉ đạo các xã xây dựng và tổ chức thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trên cơ sở rà soát kỹ thực trạng, xác định cụ thể các nội dung thứ tự ưu tiên thực hiện các hạng mục để huy động các nguồn lực phù hợp. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp công góp của xây dựng nông thôn mới. Về phía lãnh đạo huyện cũng đã chủ trương là khai thác cái tiềm năng của quê hương, đó là đất đai, chỉ đạo cho các ủy ban, các xã, thị trấn đề nghị với tỉnh xin cho đấu giá đất giãn dân cư để lấy cái nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Cái hai là huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân. Điển hình tại xã Quang Vinh, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, song với sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, từ năm 2011 đến năm 2019, địa phương đã huy động được trên 50 tỷ đồng. Có được nguồn lực trên, xã đã đầu tư xây dựng trường học, đường giao thông, trạm y tế. Xã Quang Vinh đã huy động bằng mọi nguồn lực, trước hết tận dụng các cái nguồn lực về phía nhân dân là tập trung chỉnh trang nhà cửa, xây dựng lại các tường rào, trồng hoa, các đường. Còn đối với xã thì chúng tôi đã vận động là con em, những người con xa quê hương, kể cả những người ở nước ngoài, đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình. 9 năm qua, tổng nguồn vốn của huyện huy động đạt trên 1.100 tỷ đồng. Bên cạnh vốn ngân sách các cấp, nhân dân địa phương và những người con xa quê tự nguyện ủng hộ gần 200 tỷ đồng. Quan điểm chỉ đạo của huyện về việc quản lý sử dụng nguồn vốn phải thực hiện đúng quy định, đúng mục đích, đảm bảo công khai, dân chủ. Nhờ nguồn lực đó, diện mạo nông thôn được thay da đổi thịt, dấu ấn đậm nét nhất chính là sự thay đổi của hệ thống giao thông trong huyện. Từ năm 2011 đến năm 2019, huyện làm mới được gần 126 km đường giao thông, đã có 8 trường học được xây dựng mới hoàn toàn, 132 trường học phòng chức năng, 20 nhà văn hóa được xây mới và cải tạo nâng cấp. Các trạm y tế được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Hệ thống chợ dân sinh đã được nâng cấp, kênh mương thủy lợi được đầu tư đảm bảo thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp. Từ khi có cái chủ trương xây dựng nông thôn mới, thì bộ mặt của nông thôn là thay đổi rất là lớn. Chúng tôi rất là phấn khởi vì thứ nhất là được hưởng thụ những cái thành quả mà chính do chính mình làm ra, đồng thời là đóng góp chung cho xã hội. Theo kết quả rà soát tự đánh giá, đến nay huyện Ân Thi đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định xét công nhận huyện nông thôn mới. Nhằm bình ổn thị trường khẩu trang y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ đầu tháng 2 đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra tại 46 cơ sở kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử phạt hành chính 21 cơ sở vi phạm vì không niêm yết theo giá quy định với tổng số tiền trên 33 triệu đồng. Đồng thời, Cục Quản lý Thị trường tỉnh yêu cầu 453 cơ sở kinh doanh và tư y tế trên địa bàn tỉnh ký cam kết niêm yết bán khẩu trang đúng giá đã niêm yết, không găm hàng đầu cơ, tăng giá bán khẩu trang, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu vừa phối hợp với công ty dệt kim Đông Xuân tổ chức phát 10.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho đoàn viên công đoàn và người dân trên địa bàn huyện.
hơn 10.000 chiếc khẩu trang vải đã được phát miễn phí tận tay cho các đoàn viên công đoàn và người dân. Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang rửa tay bằng nước diệt khuẩn đúng cách để phòng dịch COVID-19 hiệu quả. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, cùng chung tay giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng trước dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 làm cho nguồn cung nguyên liệu của một số doanh nghiệp lĩnh vực gia công sản xuất hàng dệt may bị ảnh hưởng do hầu hết nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Trước khó khăn này, đa dạng thị trường nguồn cung nguyên liệu đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp thực hiện. Hàng dệt may của doanh nghiệp này 100% xuất khẩu sang Mỹ, nhưng hầu hết nguyên liệu là nhập khẩu từ Trung Quốc. Bình quân mỗi năm nhập khẩu trên 3,5 triệu mét vuông vải và hơn 7 triệu sản phẩm chi tiết khác. Do dịch COVID-19 gây thiếu nguyên liệu sản xuất, vì vậy ngoài đàm phán với khách hàng cùng chia sẻ khó khăn bằng cách lùi thời gian giao hàng, doanh nghiệp tích cực tìm kiếm nhằm đa dạng nguồn cung nguyên liệu. Trong đợt vừa rồi thì công ty cũng đã có giải pháp là một về cái vấn đề là nguyên phụ liệu thì đã đàm phán với các khách hàng để là tìm những cái nhà cung ứng trong nước, ví dụ như là chỉ, ví dụ như là khóa, ví dụ như là bo vải để nhằm đảm bảo cái quá trình sản xuất không bị ngắt quãng. Thời cơ nảy sinh từ chính khó khăn, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp trong nước là sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng và có tính cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại nhập khẩu trên thị trường. Từ giữa năm 2019 đến nay, doanh nghiệp may mặc trong tỉnh liên tục gặp hai khó khăn lớn là đơn giá gia công xuống thấp và ảnh hưởng dịch COVID-19. Để khắc phục khó khăn này, mới đây lần đầu tiên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giữa các doanh nghiệp may trong nước của tỉnh, mục đích là để liên kết tạo thế mạnh trong đàm phán, ký kết đơn hàng, vì cùng một mã sản phẩm, đối tác đi chào giá ở nhiều nơi, trong khi đang thiếu đơn hàng, nên không ít doanh nghiệp phải hạ giá ký để đảm bảo sản xuất. Hậu quả là doanh nghiệp bị ép giá và thua thiệt ngay trên chính địa phương mình. Hiện nay thì trong tình hình cạnh tranh của toàn thế giới thì hàng may của Việt Nam đang bị một số các nước người ta thu hút về, ví dụ Bangladesh hoặc là Ấn Độ. Cho nên vì cái lẽ đó mà hiện nay thì tất cả các cái giá gia công đều bị giảm so với cùng kỳ của năm trước, có thể đến 10 đến 15%. Trong tình trạng đó thì một là giá gia công giảm, hai là lượng hàng giảm đi, thì các nước, các đơn vị trong nước ấy thì tình trạng thiếu đơn hàng tương đối nhiều, mà thiếu đơn hàng ấy thì lại tranh nhau hạ giá. Thế cho nên chính cái lẽ đó mà chúng tôi phải có cái tổ chức lại theo cái chỉ đạo chung của Hiệp hội Dệt may toàn quốc cũng như là cái khu vực may của từng vùng. Với những bước đi phù hợp như đa dạng hóa thị trường cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất, hợp tác thống nhất trong đàm phán ký kết đơn hàng sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc trong tỉnh giữ vững ổn định sản xuất cho mình trong giai đoạn khó khăn này. Quý vị và các bạn thân mến, tại đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.